Thì sau đây tôi sẽ đi chi tiết vào phần các bộ phận của máy. Đầu tiên thì máy chiếc rót bốn vòi tự động, thì gồm bốn vòi được thiết kế đặc biệt chống nhau dọc, và bên dưới là cái và dưới là thay để chứa chất thải dư thừa, cái chất thải nhỏ giọt dư thừa, và có một cái bộ thoát để dẫn chất thải dư thừa ra khỏi thay. Kế tiếp thì đây là băng tải để vận chuyển chai, và đây là một phần cảm biến hướng đầu vào, cảm biến đầu ra chai. Thì bên cạnh thì đây là bộ phận cấp khí nén, đây phần cấp khí nén này để khiến cho piston hoạt động. Thì phạm vi chiếc rốt của piston của lõm máy này là khoảng từ 50 đến khoảng 500 ml. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà khách hàng mong muốn là chiếc rốt có trong phạm vi dưới 50 ml và 500 ml, thì chúng tôi sẽ có một phần nhân viên kỹ thuật sẽ thiết kế piston đáp ứng được yêu cầu này để phù hợp với dung tích của chai. Thì đây là bảng điều khiển, bảng điều khiển đây là nút hoạt động hiển thị màn hình, đã màn hình hiển thị. Sau khi đợi màn hình hiển thị là chúng ta cài đặt chế độ phù hợp theo mong muốn của quý anh chị, và người nhấn nút màu xanh để bắt đầu chạy băng tải chạy và hoạt động về các bộ phận hoạt động. Thì đây là nút điều khiển tốc độ băng tải, nút hoạt động băng tải để phù hợp tốc độ làm việc của công nhân. Thì trong quá trình hoạt động thì nếu mà gặp phải sự cố hay lỗi có hay những vấn đề nó phát sinh xảy ra thì chúng ta sẽ được hỗ trợ và máy dừng hoạt động. Và cuối cùng thì đây là phở chứa nguyên liệu, có trang bị cánh khuấy bên cạnh để khuấy đều nguyên liệu. Đây là bộ phận điều chỉnh cánh khuấy, tốc độ cánh khuấy, đây nút điều chỉnh cánh khuấy. Ngoài ra thì chúng tôi có thể các bạn có thể và quý anh chị có thể cho nguyên liệu vào cách thủ công, hoặc là họ yêu cầu nhân viên kỹ thuật chúng tôi thiết kế bộ phận cấp nguyên liệu tự động. Ngoài ra thì sau khi quá trình chiếc rót hoàn tất sau khi mà chiếc rót xong thì chiếc rót hoàn tất anh chị bố trí nhân sự cấp đất chai, hoặc là nhờ chúng tôi thiết kế một cái hệ thống cấp đất chai tự động. Thì sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn đóng nắp. Đây là máy đóng nắp chai, thì đây là băng tải nắp chai, và dưới là cái thanh giá đỡ cố định. Ngoài ra còn có thể điều chỉnh các ứng bằng hoặc với cái bề mặt của chai. Đây là băng tải vận chuyển và cố định chai. Có thể bạn khoảng khi hở này bạn muốn điều chỉnh sao cho nó, các quý anh chị muốn điều chỉnh sao cho nó phù hợp với bề rộng của chai thì chúng ta điều chỉnh như vậy. Tương tự như vậy thì bên băng tải tương tự, băng tải kế bên cũng tương tự như vậy. Thì đây là một phần cảm biến giúp cho một phần cấp nắp chai hoạt động. Thì kế tiếp thì đây là bảng điều khiển, đây sau khi hoạt động cái nút hiển thị màn hình. English. Và cài đặt chế độ phù hợp thì chúng ta nhấn nút màu xanh để máy bắt đầu hoạt động. Và trong quá trình mà máy hoạt động thì nếu gặp sự cố thì có thể nhấn nút dừng khẩn cấp để máy dừng hoạt động.
Đây là bên kề cạnh thì đây nút điều chỉnh tốc độ hoàn tại cấp chai phù hợp với tốc độ làm việc của công nhân. Thì đây đây là bộ phận đóng nắp chai đây. Sau khi mà bộ phận cảm biến phát hiện chai nguyên liệu, chai sản phẩm đã đi ngang qua thì bộ phận nắp chai sẽ hoạt động. Thì muốn điều chỉnh cái bộ phận này phù hợp với kích thước của chai chúng ta bật. Sẽ quay một chiều kim ra khỏi một chiều kim hồ nó phù hợp với hình dạng của chai. Thì điều chỉnh khoảng cách giữa các cái con xoay như vậy và với cái kích cỡ của chai của nắp chai thì chúng ta sẽ điều chỉnh hai bộ phận này. Đây là tôi demo các bạn thấy và quý anh chị thấy. Sau khi mà hoàn tất quá trình đóng chai á, chúng ta sẽ thu được sản phẩm như vậy. Sản phẩm rất là chắc chắn, nó rất kín, đường đóng nắp rất kín, không bị bung ra. Quý vị có thể thấy sau khi mà kết thúc quá trình đóng chai thì thu được cái sản phẩm như vậy nè, rất là chắc chắn, đường đóng rất là kín khít, không bị hở. Nhưng mà quý vị sẽ thấy thì ngoài ra thì sau đến cái giai đoạn này á, anh chị có thể tích hợp thêm mấy dán nhãn thủ công và mấy dán nhãn tự động để chỉnh tốc độ của quý anh chị. Vừa rồi Vitexco đã giới thiệu dây chuyền kích rót và đóng nắp chai tự động. Thì nếu anh chị thấy video này hữu ích thì nhấn like, đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích về các thiết bị tương tự. Nếu quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu và cái dây chuyền chiếc rót và nắp chai tự động này, hãy liên hệ đến số hotline hoặc là truy cập vào trang web www.vitexco.com để nhận được thông tin cũng như là được hỗ trợ từ nhân viên tư vấn chúng tôi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và xem video. Hẹn gặp lại quý anh chị trong video kế tiếp.